SUV cỡ trung Chevrolet Equinox 2023 vừa được cho ra mắt, có giá bán chỉ từ 627 triệu đồng. Chiếc xe SUV cỡ trung Chevrolet Equinox là bản nâng cấp giữa vòng đời đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 5 phiên bản, giá cao nhất lên đến 813 triệu đồng. Chevrolet Equinox đã gia nhập thị trường Trung Quốc vào năm 2017, nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người tiêu dùng với không gian rộng rãi, cấu hình lớn và công suất cao, và giờ đây Chiếc mẫu SUV cỡ trung đến từ Mỹ đã có bản nâng cấp, giữa vòng đời với một số thay đổi nhỏ về ngoại hình và cấu hình, đồng thời bổ sung hệ động lực hybrid nhẹ 20T. Đầu tiên, chúng ta sẽ bàn về giá bán của SUV cỡ trung Chevrolet Equinox 2023 tại Trung Quốc. Theo đó, chiếc xe này được ra mắt với tổng cộng 5 phiên bản, giá từ 184.900 nhân dân tệ đến 239.900 nhân dân tệ, tương đương 627 triệu đồng đến 813 triệu đồng. Tiếp đến về hình thức bên ngoài, thiết kế tổng thể của chiếc xe mới vẫn tiếp tục phong cách của mẫu xe hiện tại nhưng, Chevrolet Equinox 2023 có các màu thân xe mới bao gồm là đen đêm, xám bầu trời buổi sáng và xám đá núi, nghe rất kiêu kỳ. Chưa hết, riêng phiên bản Chevrolet Equinox, Juicy Edition 2023 còn được bổ sung thiết kế dòng redline Light sang Red, bao gồm lưới tản nhiệt bằng đá hắc diện thạch cổ điển, nơ thắt bằng đá hắc diện thạch, viền cửa sổ bằng đá hắc diện thạch và logo đỏ chói với các thiết kế độc quyền của Redline như gương chiếu hậu ngoại thất, bánh xe Obsidian 17 in, bảng tên độc quyền và giá đỡ hành lý phong cách Obsidian. Về cấu hình, xe mới được trang bị các cấu hình công nghệ và hỗ trợ lái phong phú hơn. Trong đó, ba công nghệ an toàn thiết thực là cảnh báo điểm mù hai bên SBZA, hỗ trợ chuyển làn LCA và cảnh báo giao thông vượt phía sau giờ CTA, sẽ trở thành trang bị tiêu chuẩn của các mẫu Chevrolet Equinox 2023 ngoại trừ phiên bản tiêu chuẩn rẻ tiền nhất. Đồng thời, phiên bản Chevrolet Equinox 2023 dẫn động 4 bánh 20TGS 9AT Hybrid cũng sẽ được trang bị gương chiếu hậu truyền phương tiện trực tuyến. Cuối cùng là việc sạc không dây cũng sẽ trở thành trang bị tiêu chuẩn cho các mẫu Chevrolet Equinox 2023 ngoại trừ phiên bản giá rẻ. Về sức mạnh, Chevrolet Equinox 2023 sử dụng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít sẽ có công suất tối đa 166 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Đáng chú ý nhất là động cơ 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít của xe sẽ còn kết hợp với hệ thống hybrid nhẹ, mang đến công suất tối đa 233 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm, đi kèm hộp số 9 cấp. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.